câu lạc bộ Hà Nội chính thức bổ nhiệm chiến lược gia người Montenegro, Božidar Bandović vào vị trí huấn luyện viên trưởng chuẩn bị cho mùa giải V-League 2023. Kết thúc mùa giải V-League 2022 trọn vẹn với cú đúp danh hiệu quốc nội và sở hữu tấm vé tham dự vòng bảng AFC Champions League 2023, đội bóng thủ đô đã nhanh chóng tìm kiếm vị trí huấn luyện viên trưởng thay thế người tiền nhiệm Chung Jia Eho. Huấn luyện viên trưởng bắt buộc phải có bằng pro, vượt qua các ứng viên đến từ Nhật Bản, Tây Ban Nha, Italy và Anh. Ông Božidar Bandović chính dẫn dắt đội áo tím cùng bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Mục tiêu đặt ra dành cho huấn luyện viên, người Montenegro là bảo vệ thành công các danh hiệu quốc nội và phấn đấu vượt qua vòng bảng AFC Champions League. Nhưng thành công trong sự nghiệp huấn luyện của chiến lược gia người Montenegro là quyết định rời xa châu Âu để bén duyên với bóng đá Thái Lan. Khởi đầu cùng câu lạc bộ Buriram vào năm 2014, lần lượt tiếp theo là câu lạc bộ Betero và câu lạc bộ Sisaket. Đội bóng gần nhất dẫn dắt của huấn luyện viên Božidar Bandović trước khi tới Việt Nam là Chennaiyin, Ấn Độ. Chia sẻ đầu tiên vừa đặt chân tới Hà Nội, chiến lược gia sinh năm 1969 cho biết, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội đến Việt Nam. Như một thói quen của bản thân, trước khi đặt chân tới một vùng đất mới, tôi thường dành thời gian để tìm hiểu văn hóa và phong cảnh nơi đó. Tôi chắc chắn sẽ dành thời gian để khám phá. Nhưng đó là câu chuyện khi chúng ta đạt được thành công, còn nhiệm vụ của tôi bây giờ là đưa câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đến với hành trình thành công ấy.